sau khi Bồ thắng đậm Thụy Sĩ mà gần như không có sự đóng góp của Cristiano Ronaldo. Câu hỏi mà rất nhiều người đang đặt ra bây giờ là liệu Ronaldo có lại phải ngồi dự bị trong trận tứ kết với Maroc hay không? Huấn luyện viên Fernando Santos đã nói gì về khả năng Ronaldo có tên trong đội hình gia quân ở trận tứ kết? Một cầu thủ ngồi dự bị là chuyện rất bình thường, nhưng Ronaldo ngồi dự bị lại là chuyện mà rất nhiều khán giả vẫn không quen. Thực tế, trận Bồ Đào Nha và Thụy Sĩ ở vòng 1-8 World Cup 2022 là lần đầu tiên mà Ronaldo phải ngồi dự bị trong một trận đấu của đội tuyển quốc gia kể từ năm 2008 theo Sky Sports. Tất nhiên, quyết định táo bạo đó của huấn luyện viên Santos khiến cả thế giới bóng đá bất ngờ. Mà không chỉ ngồi dự bị, Ronaldo còn phải ngồi ngoài như thế trong phần lớn thời gian trận đấu. Để rồi Bồ Đào Nha thắng hẳn 6-1 và Ramos, cầu thủ đã thay vị trí của Ronaldo, lập hẳn hat-trick. Vậy trong trận tứ kết, Bồ Đào Nha gặp Maroc liệu ronaldo có lấy lại được vị trí của mình trong đội hình gia quân hay không hay lại tiếp tục ngồi ngoài khi được hỏi về vai trò của ronaldo trong những trận đấu còn lại tại world cup huấn luyện viên santos nói vẫn rất rõ ràng nhưng vì câu trả lời đó chẳng rõ ràng chút nào nên một số kênh tin tức đã hỏi thẳng rằng vậy ronaldo có đá trong trận tứ kết không huấn luyện viên santos khẳng định ronaldo tất nhiên là sẽ tham gia tất cả các cầu thủ trên băng ghế dự bị đều có thể được sử dụng nếu họ không đá từ đầu thì có thể đá sau Lời nói của ông Santos giống như có ý rằng Ronaldo có lẽ lại ngồi dự bị tiếp. Huấn luyện viên Santos cũng khen ngợi Ronaldo, cậu ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và là đội trưởng, điều chúng tôi phải làm là nghĩ về đội bóng như một tập thể.